Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thu Quỳnh Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại kem chống nắng phù hợp sử dụng vào cái dịp Tết Nguyên Đán này. Tại vì kem chống nắng này vừa có là thành phần chống nắng cao giống như một cái lớp nền makeup lên da của mình vậy đó. Một loại kem chống nắng nâng tông da đó. Thì mình chia sẻ cho mọi người luôn nha, là kem chống nắng Eco Earth Pin Sun Cream của hãng The Sam nha mọi người. Thì cái này mọi người thấy quen không? Tại vì mình đã làm clip phân biệt hàng thật hàng giả cái sản phẩm này rồi. Mọi người muốn xem thì bấm vào trên trang của mình và tìm cái clip phân biệt hàng thật hàng giả sản phẩm này nha. Cái sản phẩm này nó hot trên thị trường cho nên là hàng giả cũng rất là nhiều nha mọi người. Thì hiện tại cái mẫu mà mình đang cầm cho mọi người xem chính là mẫu mới nhất của The Sam màu hồng nha mọi người. Đó, thì cái kem chống nắng này á, như hồi nãy mình đã chia sẻ thì nó là một cái dạng kem chống nắng vật lý và nó có hai tác dụng chính: chống nắng, nâng tông da nha mọi người. Số là SPF 50 cộng và BA3 cộng. Thì với chỉ số chống nắng này thì nó khá là cao và nói chung là chống nắng khá là tốt luôn. Sản phẩm này á, nó sẽ giúp làm giảm lượng dầu thừa trên da, xe kích lỗ chân lông, nâng tông lên trắng hồng tự nhiên luôn mọi người. Về cái thành phần của cái chống nắng này thì mọi người sẽ biết là trời ơi, cái hộp kem chống nắng mà cái bản thành phần dài bao nhiêu nè mọi người. Nó dài bao nhiêu rồi? Thành phần dài bao nhiêu rồi mọi người? Là mọi người sẽ biết là kem chống nắng này rất là nhiều thành phần. Và cho nên là mình chỉ nói về những cái thành phần chính trong đây thôi nha mọi người. Đầu tiên là những cái sản phẩm như cái thành phần giống như là Octo, Relin nè, Pro, Vadin, Dion. Nói chung mấy sản phẩm này mình, cái chất này mình biết đọc mọi người, mình đọc theo cảm hứng thôi nha. Comosa, Led nè. Đó, thì những cái chất này nó sẽ giúp cho làn da của mình là cấp ẩm, làm mềm mại da nha mọi người. Đó, rồi cái thành phần là titanium dioxide, đây là một cái thành phần quan trọng, nó sẽ giúp ngăn chặn những cái tia UVA, UVB trên da nha. Rồi, cái nữa là dimethicone nè mọi người, thì sản phẩm này nó cung cấp ẩm và nó sẽ là một cái lớp bảo vệ làn da nha mọi người. Ngoài ra là còn có cồn nè mọi người và những chất hợp chất tạo hương liệu nữa mọi người, và những thành phần thiên nhiên khác nha. Thì sản phẩm này có hương liệu cho nên là cái mùi của nó rất là thơm nha mọi người. Mình sẽ test cái chất cho mọi người xem nha. Đó, cái chất của nó là một cái chất green gum dạng này, hơi sệt nha mọi người. Đó, màu trắng hồng. Đó, khi mà mình thoa lên da mọi người thì nó sẽ là một cái lớp makeup lên da. Một số loại kem chống nắng khi mà mình thoa lên da mọi người thì nó sẽ gây cái độ nhớt trên làn da của mình khi mà mình gặp nước. Đó, là hoặc là đổ mồ hôi thì nó sẽ gây những nhớt thì bết dính trên da của mình đó mọi người. Riêng sản phẩm này nó sẽ thấm vào da và nó sẽ makeup nhẹ trên làn da của mình ha mọi người. Nhiều lớp lên á thì nó sẽ cũng là một cái lớp makeup mỏng trên da của mình rất là tự nhiên nè mọi người sẽ thấy. Đó, thì nè mọi người sẽ thấy rất là tự nhiên luôn ha. Đó, nó sẽ makeup nhẹ thôi cho nên là cho dù da bạn có hơi ngâm đi chăng nữa thì mình sử dụng kem chống nắng này thì mình cũng sẽ thấy rất là tự nhiên, chứ không phải là một số loại kem nâng tông khác mà bạn thoa lên nhiều lớp thì nó sẽ kiểu trắng bệt mà lon lỗ không điều hòa mọi người. Rất là mất tự nhiên ha. Riêng sản phẩm này thì nó nâng tông rất là nhẹ nhàng và rất là tự nhiên đó. Một tiếp như thế này là tới 50g mọi người ha. 50g một tiếp như thế này, 50g lận. Mình sử dụng cũng khá là lâu, nếu mà mình đánh mỗi ngày ha mọi người thì có thể là sử dụng một tháng mấy, gần 2 tháng mới hết một tiếp này đó. Rồi bây giờ mình sẽ test lên mặt cho mọi người xem nha. Mình sẽ test cái vùng đã thoa kem chống nắng và không thoa kem chống nắng mọi người xem. Và lên da nè ha. Test độ nâng tông thì mình chỉ cần test nửa bên mặt thôi nha mọi người. Mọi người sẽ thấy nó sẽ trắng, rất là trắng nâng tông nè mọi người. Đó, mình khi mà nó mình mới thoa lên thì mọi người sẽ thấy hơi trắng quá đúng không, nhưng mà hồi mình thoa lên nó sẽ dịu lại mọi người, một hồi nó sẽ dịu lại và nó sẽ điều màu da hơn đó. Đây, nửa bên da mặt của mình đã thoa kem chống nắng rồi mọi người. Đó, mọi người sẽ thấy bên mặt bên đây thì nâng tông trắng hồng không mọi người. Còn mặt bên đây á, thì nó sẽ đương nhiên là nó sẽ không bằng cái độ nâng tông của nó là khỏi bàn ha mọi người.
đó, mình sẽ dỗ dỗ cho nó thấm vô, kèm chống nắng này vô ha. Đó thì video hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây nha mọi người. Nếu mà thích kem chống nắng này thì mọi người có thể mua về sử dụng nha. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.